Nghệ sĩ Hoàng Dũng, ông trùm phim Người Phán Xử qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. Theo thông tin vừa mới nhận được, vào ngày 14 tháng 2, mùng 3 Tết, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đột ngột qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại Bệnh viện Huyết học Trung ương sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, hưởng thọ 65 tuổi. Ông có thời gian dài chiến đấu và chữa trị tích cực nhưng đã không qua khỏi. Hiện tại, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa và chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Biên tập viên Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân: "Chú ơi, cháu yêu chú lắm. Cháu biết có ngày này mà cháu đau quá." Nghệ sĩ nhân dân Công Lý xúc động chia sẻ: "Con trai đầu của anh Dũng vừa gọi điện cho tôi thông báo anh Dũng đã qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút tại bệnh viện. Cuối tháng 12 năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng phải phẫu thuật vì bệnh cột sống trở nặng." Trước đó, trong buổi ra mắt phim Trở Về Giữa Yêu Thương tại Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng xuất hiện trong tình trạng đi lại rất khó khăn. Ông phải nhờ người chở và dìu đến điểm tổ chức họp báo. Ngoài ra, vẻ ngoài của ông cũng gầy đi trông thấy. Trong lần cuối cùng lộ diện trước công chúng, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chia sẻ: "Tôi cũng cố gắng duy trì sức khỏe nhưng nhiều khi chỉ nói bằng mồm chứ không thực hiện được, ai cũng thế mà. Làm công việc là nghề nghiệp của mình, lại là đam mê của mình nên nhiều khi làm xong mới thấy mệt, còn khi đi làm phim thì quên hết. Hiện tôi đang bị viêm cơ, ngay giờ phút này nếu ho chút cũng đau, lắm hôm tôi chỉ ngủ được 2 tiếng, ngồi dậy cũng khó. Đó không chỉ là lời cảnh báo cho việc làm việc quá sức mà là mình già thật rồi." Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng màu sắc. Một trong những vai diễn gần đây ghi dấu ấn mạnh mẽ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chính là vai ông trùm trong Người Phán Xử. Ngoài ra, lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng từng tham gia những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Về Nhà Đi Con, Những Ngày Không Quên, Sinh Tử, Bước Nhảy Xì Tin. Ông còn giữ vai trò đạo diễn điện ảnh và đạo diễn kịch nói với nhiều tác phẩm ấn tượng. Năm 2007, cố nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Danh hiệu cao nhất mà nhà nước Việt Nam trao tặng cho những người biểu diễn nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng từng giữ vai trò giám đốc nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2007-2017. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng còn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên hội đồng nghệ thuật của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội sân khấu Hà Nội, ủy viên hội đồng nghệ thuật Hà Nội. Trên sân khấu kịch ông cũng được đánh giá là ngôi sao tài năng. Hoàng Dũng từng đảm nhận những vai diễn nặng ký như phó giám đốc chính trong vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ Tôi Và Chúng Ta, Lãm Trong Hà Nội Đêm Chờ Gió, Hai Hùng Trong Ăn Mày Dĩ Vãng, Cả Khoa Trong Cát Bụi.